dẫn chơi sự kiện mùa đông cực nhiều quà của Free Fire mặc dù chưa ra mắt tại server Việt Nam. Bên cạnh đó thì vòng quay Bạch Hổ Tinh có tỷ lệ ra đồ cực ngon, cực đã, anh em nên thử ngay. Với phim giới thiệu đến từ Lamborghini x Free Fire và sự kiện mùa đông chuẩn bị ra mắt, còn đợi chờ gì nữa? Like, đăng ký kênh, để lại comment ngay xuống phía dưới để chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu sự kiện mùa đông sắp ra mắt cùng rất nhiều phần quà hấp dẫn đến từ Ghana Free Fire thôi nào. Trước khi bước vào video thì chúng ta hãy thử test qua một chút về đó là cái vòng quay hắc bạch, cái vòng quay hắc gì đấy tôi cũng không, hắc hồ tinh với giá chỉ 9 kim cương. Ở đây thì nghe bảo là cái tỷ lệ của cái vòng quay này nó ngon lắm nên là tôi sẽ test thử trước. Đầu tiên là tôi loại bỏ hòm sát với một cái hộp súng, thực ra thì hòm súng với tôi cũng vô dụng đấy. Ngay lần đầu tiên 9 kim cương được luôn bộ tóc anh em ạ, được luôn bộ tóc. Nhưng mà cái chất lượng nhất của cái bộ này đấy là cái body cùng với cái mặt nạ, cái body và cùng với cái mặt nạ chứ không phải là cái bộ tóc. Nhưng mà thôi cũng được, của trời cho thì mình cứ ok thôi. Đấy, tỷ lệ trúng nó khá là dễ. Dù sao chăng nữa thì bộ này đường nào cũng phải mở đến cuối thôi. Anh em chơi với nhau bao lâu tôi cũng biết rồi, đường nào cũng vẫn phải mở tới cuối để có thể full hết. Và cái mặt nạ, đấy, cái mặt nạ và cái body chính là hai cái cuối cùng mới hiện ra được. Cái body rất là đẹp với hai bên là trắng đen, hắc bạch ở hai bên. Nó đi cùng với cái mặt nạ nó rất là vào việc, nó rất là vào việc. Thì thực ra là ngày hôm nay thì có cả cái, có mỗi cái vòng quay hồ tinh này thôi chứ không có gì mới lạ cả. Các vòng quay hay là các thứ khác thì nó vẫn như thế, vẫn như ngày hôm qua. Bên cạnh đấy thì tôi thấy cái cửa hàng ngày hôm nay rất vui nha. Cái cửa hàng ngày hôm nay rất vui là nó có một cái ba lô cực kỳ chất. Đấy, anh em cùng xem. Cái ba lô đầu rồng này là cực kỳ chất. Bởi vì sao? Bởi vì nó có thể gọi là khạc lửa ra từ đằng sau. Đây, ba lô hỏa ngục anh em xem ấy. Sợ, nhìn thấy không? Khạc lửa ra từ đằng sau. Nên cái đáng giá nhất của cửa hàng ngày hôm nay chính là cái ba lô này. Nên là tôi chắc chắn là không thể bỏ qua nó được rồi. Sẽ phải lấy về thôi. Đấy anh em thấy không? Cái quả ba lô này chất thực sự luôn ấy. Chất lừ luôn ấy. Vừa đi vừa khạc lửa ra đằng sau. Trông nó hơi cồng kềnh tí thôi. Nhưng mà tôi thích. Tôi thích những kiểu ba lô cồng kềnh này. Cánh củng các thứ rồi. Khạc lửa, khạc lủng các kiểu. Trừ khạc đờm ra thôi. Chứ còn khạc lửa tôi thích. Anh em thấy không? Ngoài ra thì không có sự kiện mà thông báo thêm cả. Thế mới là hay. Bởi vì thực ra nhá, bên nước ngoài người ta đã bắt đầu chơi sự kiện Noel rồi. Người ta đã bắt đầu với sự kiện Noel rồi. Mà ở Việt Nam bây giờ thậm chí là còn chưa có bất kỳ một cái banner giới thiệu nào. Các bạn có thể lướt trên trang chủ Facebook các thứ của Facebook hay là bất kỳ một cái trang nào của Free Fire đại diện, không hề có bất kỳ một thông tin về sự kiện mùa đông nào cả. Đây, tôi cho các bạn đeo nó cái ba lô này rồi tôi giới thiệu cho các bạn sự kiện mùa đông rồi. Đẹp không? Lấp lánh ánh vàng luôn, cứ gọi là linh linh là lên luôn anh em hiểu không? Quả ba lô được đấy, chất đấy. Ok, bây giờ chúng ta đến với một trong những phần chính của ngày hôm nay. Đấy là cái sự kiện mùa đông đã diễn ra ở bên phía nước ngoài rồi. Nhưng mà lạ thay là lại chưa hề diễn ra ở Việt Nam. Đấy, chưa hề diễn ra ở Việt Nam. Từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 8 tháng 1 đây này. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái map. Chúng ta sẽ có một cái map giống kiểu sự kiện mùa đông nào hình như là cũng có một cái map, một cái để chúng ta kiểu đăng nhập vào rồi làm hoàn thành nhiệm vụ các thứ ấy, để quy đổi phần quà ấy, thì chúng ta sẽ có một cái map. Đây, có một cái tượng khỉ 30 ngày các bạn có thể thấy ở đây. Đây là chiêu thức skin biến hình của Ngộ Không. Bên cạnh đó chúng ta có skin súng. Bên cạnh đấy thì skin súng thì các bạn bảo là có khẩu AUG Phoenix này là ngon nhất. AUG Phoenix này là ngon nhất thì tôi cũng đồng ý thôi. Rõ ràng đây là một khẩu trong những khẩu rất là ngon. Khẩu SVD này cũng ok này. Nói chung là nếu như mà Việt Nam giữ nguyên cái bộ quà của nước ngoài ấy, thì đây là một bộ quà rất là ngon. Bởi vì chúng ta có đến 2 skin súng. Chưa kể là một số khu vực khác như là Thái Lan thì chúng ta còn có cả vé quay các kiểu cơ. Cái quay vòng quay chế tác ấy, tức là sẽ có cả vòng quay chế tác trở lại. Thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu sâu hơn một chút về cái map tuyết này. Thì để chinh phục cái map tuyết này thì các bạn cần phải có một cái loại huy hiệu. Đấy là huy hiệu mùa đông. Cái huy hiệu mùa đông này thì ở đây sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 5 mốc. 5 mốc để các bạn, 5 cái mốc để các bạn khám phá. Thì các bạn cứ đi chơi nhiệm vụ, rồi các bạn hoàn thành nhiệm vụ là các bạn sẽ được huy hiệu mùa đông. Và từ cái huy hiệu mùa đông đấy các bạn sẽ chinh phục từng cái mốc này. Các bạn phải chinh phục từ thấp đến cao, chinh phục từ thấp đến cao để có được toàn bộ chỗ quà ở đây.
thì cứ một mốc thì rơi vào khoảng tầm 20 đến 25 huy hiệu, có những cái sẽ cao hơn thì bạn cũng vẫn phải đây hai đây có cái tượng khỉ là 25 huy hiệu thôi, còn đâu là toàn 20 huy hiệu hết. Bên cạnh đấy thì ở phía bên này các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có rất nhiều những phần quà, rất nhiều những cái phần quà kiểu nho nhỏ, những cái phần quà kiểu vớ vẩn ấy. Đây ví dụ như là đăng nhập một ngày sẽ được một huy hiệu này, rồi chơi hai game này sẽ được một huy hiệu này, rồi gây 500 sát thương là được một huy hiệu, hai huy hiệu gì đấy này. Đấy là các nhiệm vụ của các bạn để các bạn có thể chinh phục được cái những cái mốc quà ở cái ông sự kiện mùa đông này. Nói chung là cái sự kiện mùa đông này thì trông nó cũng được đấy. À đây, dùng huy hiệu để quay, ấn bộ quay một huy hiệu và quay 15 huy hiệu đấy. Các bạn cứ chinh phục được mốc thì các bạn sẽ được quay một được ba huy hiệu sẽ được quay một lần, 15 huy hiệu sẽ được quay nhiều lần hơn, có thể là 5 lần các thứ. Thì đấy là những cái sự kiện đã xuất hiện ở bên phía Tây rồi, nhưng mà không hiểu vì sao là đến tận bây giờ trang chủ Free Fire Việt Nam các thứ là vẫn chưa hề có bất kỳ một cái gì cả. Thật sự luôn ấy, tôi đang kiểu bị tự hỏi là tại sao Free Fire Việt Nam đến giờ và vẫn không có dấu hiệu gì để quảng bá cho sự kiện mùa đông. Tức là sự kiện mùa đông thì tức là nếu mà muốn diễn ra ấy thì các bạn phải quảng bá nó cách đấy khoảng 2-3 ngày, nhưng đến tận ngày hôm nay vẫn chưa thấy bất kỳ thông tin gì trên trang chủ, trang chiếc, rồi những cái trang liên quan, trang vệ tinh. Tức là ngoài trang của Hùng Cam ra thì chả có chỗ nào cập nhật thêm cho các bạn về cái sự kiện mùa đông cả. Mà bên nước ngoài người ta bắt đầu chạy từ 12 tháng 12 rồi, tức là ngày hôm nay. Và có những nước thì sẽ là 15, nhưng mà ít nhất là ngày 12 thì chúng ta cũng phải có cái demo này miếng gì đúng không. Còn nếu mà muốn chi tiết hơn thì có lẽ là phải đợi, có lẽ là phải đợi đến lúc khoảng 12 giờ trưa hôm nay. Thường thì các sự kiện sẽ bắt đầu chạy, nếu mà có website thì sẽ thường chạy vào lúc 11 giờ đến 12 giờ trưa thì bắt đầu chạy. Thì nếu mà trưa ngày hôm nay mà có thì nó sẽ là có, còn nếu không có thì chịu tôi biết làm nào, chịu tôi biết làm nào. Server Việt Nam biết đâu người ta lại đăng kiểu một vài những cái lỗi như là lỗi dịch thuật hay là lỗi bỏ mẹ nào đấy, ai mà biết được đấy. Hoặc là đang chờ đợi thời cơ để có thể gọi là tung ra một cách ok hơn, mượt mà hơn, thì đấy là cái của server Việt Nam. Chứ còn làm thế nào để kiểu gọi là cái làm thế nào để chơi cho nó hiệu quả, tôi cũng chịu các bác ạ, bởi vì thực ra là server Việt Nam chưa mở mà. Bên cạnh đó thì ngày hôm qua chúng ta cũng đã có một cái trailer 37 giây đến từ Free Fire X Lamborghini. Đây các bạn có thể xem Free Fire X Lamborghini rất đẹp. Rất đẹp luôn, phải nói là Lamborghini thì kể ở trong game hay ngoài đời thì nó cũng vẫn là đẹp. Nó vẫn là đẹp, đây giới thiệu cả 4 skin xe luôn. Nhưng mà cái skin này trông có vẻ kiểu nó đơn giản. Nó đơn giản quá, đơn giản hơn cái trailer giới thiệu của McLaren năm ngoái đúng không? McLaren năm ngoái cảm giác giới thiệu đẹp hơn nhiều. Kiểu phim khủng các thứ ấy, năm nay có vẻ như là hết budget rồi. Hết chi phí thì là làm rất là đơn giản, làm in game thôi, cũng chỉ là in game thôi, không có gì cả. Đấy, có Kelly bước ra, rồi có Ignis các thứ, thì năm nay tôi đánh giá là khá là đơn giản. Ôi các bạn phải xem năm ngoái cơ, để tí tôi phát cho các bạn cái của năm ngoái, cái không phải của năm ngoái mà cái kết hợp cùng với McLaren, MC McLaren. Nó thật sự nó rất là đẹp, nó rất là để lại nhiều ấn tượng. Nhưng mà cái lần này nghe nó vẻ kiểu hơi mềm ấy, kiểu nó hơi yếu. Bên cạnh đấy chúng ta cũng có một bộ phim giấy.
thiệu về bộ trang phục băng hỏa chuẩn bị được ra mắt với nhân vật chính là Ignis. Mỗi một mùa thì chúng ta lại có một cái nhân vật mới, nhân vật được lựa chọn cho cái bộ trang phục đấy. Thì chúng ta hãy cùng xem bộ phim của Ignis nhá. Đây, anh chàng Ignis biến thân thành người chơi bộ băng hỏa. Đó. Đối đầu cùng với anh ta chính là bộ bọ cạp, bộ huyết hỏa đấy, bộ huyết hỏa thì có ông Orion đấy, giới thiệu cho sự kiện mùa đông Winterland đăng nhập vào ngày 23 tháng 12 bắt đầu rồi mà đến tận bây giờ vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì, nghe nó vẻ hơi lạ các bạn ạ, thực sự là như vậy. Và đó là những cái thông tin mới nhất mà Hùng Cam cập nhật được cho các bạn trong Free Fire ngày hôm nay. Các bạn nào thấy hay, thấy bổ ích thì nhớ để lại một like, một share, một đăng ký kênh dành cho Hùng Cam. Và bên cạnh đấy thì Hùng Cam sẽ cập nhật những cái thông tin mới nhất, những sự kiện hot nhất cho Free Fire ở trên các kênh YouTube, TikTok và Facebook của bình luận viên Hùng Cam. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh nhá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.